Chào tất cả các bác nhé. Lại là em Thành Auto. Thì hôm nay em Thành Auto xin giới thiệu đến các bác một chiếc xe bán tải màu titan, xe nhập Thái rất là chất, đang có mặt tại showroom của Thành Auto. Một chiếc Chevrolet Colorado. Em xe này là một bản 2 cầu, đời 2018, số tự động, máy dầu, rất là chất, đang có mặt tại showroom của Thành Auto. Em này là bản Chevrolet Colorado LTZ, rất là chất các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi nhanh qua một vòng quanh ngoại thất, rồi quay chi tiết đến từng cái đường led trên chiếc xe này để cho các bác cùng xem qua. Em xe này có một cái bề ngoài form dáng vẫn giữ được nguyên theo cái form dáng của nhà sản xuất, và cái giá cả thì chắc chắn là cực kỳ êm cho bác nào đam mê những chiếc xe bán tải đến từ cái thương hiệu Mỹ này. Một chiếc Chevrolet Colorado bản LTZ, số tự động, máy dầu, 2 cầu, đang có mặt tại showroom của Thành Auto. Các bác nhìn nhá. Đấy, tổng quan bên ngoài ngoại thất chiếc xe này giữ được cái form dáng nguyên bản theo cái nhà sản xuất luôn. Đấy. Rất là dài và rất là trường xe. Đi thì động cơ máy dầu vô cùng là khỏe khoắn và mạnh mẽ. Xe đã được trang bị hệ thống phanh ABS ở hai bánh trước. Xem nào. Lốp là vẫn còn nguyên zin nguyên bản theo xe đây các bác nhá. Lốp nguyên zin nguyên bản theo xe nhá. Tuần thứ 18 của 2018. Lốp các cái khe rãnh vẫn còn rất là sâu, và các cái đinh gió ở trên lốp nó vẫn còn. Như thế này thì chứng tỏ là chiếc xe này chủ xe đi rất là giữ gìn. Na răng phay, đà chấu rất là khỏe khoắn và thể thao. Nó cho người ta đi những chiếc bán tải như thế này nó có cái cảm giác rất là mạnh mẽ và chắc chắn. Một chiếc Chevrolet Colorado 2018, đăng kiểm còn đến tháng 8 năm 2021. Dài như cầu Nhật Tân luôn các bác ạ. Dài như cầu Nhật Tân. Một em xe rất là chất, và xi nhan thì đã được tích hợp trên gương. Bốn lốp còn nguyên theo xe, lốp Sukua chưa hạ. Đây là một cái điểm đặc biệt trên chiếc xe, cái sự nguyên bản của chiếc Chevrolet Colorado này. Đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết các bác ạ. Bây giờ thì em ngồi trực diện cái phần đầu xe đây. Các bác có thể thấy là hai bên hai cái cụm đèn pha nó không bị lệch lạc tông màu nhau. Nói chung là đời 2018 thì các bác có thể thấy là chiếc xe này thì không có quá nhiều điều để nói, bởi vì nó còn như là mới. Và sơn xi là còn nguyên zin nguyên bản theo xe, chưa mất một giọt sơn nào các bác nhé, chưa động đến một giọt sơn mới nào nhé. Đấy, cụm đèn pha này có thể nói là nó trong suốt, trong veo như thế này, thì các bác hình dung ra là cái chuyện tông đụng là không có nhé. Nó chỉ có hơi một vết xước sát nhẹ ở đây một chút thôi, hơi một vết chảy xước nhẹ ở đây một chút thôi, đây gọi là vết xước răm thôi các bác nhé. Và cái bề mặt hông sườn xe này nó phẳng căng từ đầu đến cuối, không nhìn thấy một bất kỳ một cái dấu hiệu gì gọi là cong vênh hay là lồi lõm cả. Một chiếc xe nó chất như thế này đấy các bác nhìn nhá. Từ cái lớp sơn xi nó nguyên zin theo xe, nhìn sơn nó zin đét theo xe là các bác nhìn là có thể phát hiện ra được ngay. Nó bóng mà nó mịn. Chứ còn nếu mà sơn, mà khi đã sơn lại rồi thì kiểu gì cũng sẽ có cái dấu tích các bác ạ. Nhưng mà đây nó không có một cái dấu tích gì. Sơn xi nguyên zin nguyên bản theo xe. Các cái đường gân dập lồi hơi mờ mờ trên chiếc xe này nó cũng vẫn chưa bị lồi lõm, chưa bị cong vênh gì cả. Các bác nhìn nhá. Chất lượng nó nằm ở đây. Và nó phẳng căng như thế này. Đấy, cụm đèn pha bên ghế tài đây, khớp khít chuẩn chỉ luôn, không có một tí gì gọi là lồi lõm. Và cái bề mặt cụm đèn pha nó trong suốt luôn. Đấy, đèn gầm đây cũng vẫn còn rất là sáng các bác nhé. Bốn cái cảm biến được tích hợp phía đằng trước và cảm biến ở phía đằng sau cũng đều được tích hợp đầy đủ. Sắt xi gầm bệ này sáng loáng luôn, và không có một tí gì gọi là han gì, mối mọt gì cả các bác nhé. Khoảng sáng gầm rất là cao. Những chiếc xe bán tải có những cái khoảng sáng gầm rất là cao, các bác đi tha hồ lội nước, bò ở đâu cũng được. Đấy, lốp láp thì em đã quay rồi. Và mặt na răng phay và đá chấu nhìn nó rất là khỏe khoắn và thể thao. Đấy, tay lắm cửa thì đã được mạ chrome. Tay lắm cửa được mạ chrome và rất là nổi bật ở trên cái màu titan này. Em này bản 2 country, 2 country LTZ đây, 2 cầu. Đấy, hai cái cột đèn giao thông ở hai bên. Em dẫn hai gói vui. Đây là hai cột đèn giao thông. Đây là hai cái cụm đèn hậu. Nhìn nó rất là
còn rất là chuẩn chỉ các bác nhá, nhìn này, khớp fit này. Đấy. Và xe đã được trang bị một cái lắp thùng bằng ở phía trên. Mở rất là dễ đây, cái chỗ để mở chìa khóa khi các bác gạt vào thế này để bảo vệ cái lỗ chìa khóa nó không bị han gì, không bị mối mọt nhá. Đây là cái chỗ mở thùng xuống này. Camera lùi tích hợp đầy đủ luôn, biển 26. Cũng tương đối là đẹp thôi chứ. Rồi, bây giờ thì em sẽ bước vào bên trong nội thất để cho các bác xem qua cái nội thất của chiếc xe này. Đây thì anh em chúng em đang thăm khám một chiếc Kia. Thăm khám một chiếc Kia và nhập xem có lên có đáng nhập không. Các bác đang test xe. Đấy. Rồi, thôi thì không câu giờ nữa, em đi vào bên trong cái nội thất của chiếc xe này để cho các bác xem qua cái nội thất của chiếc xe này nhá. Đấy, ghế chỉnh điện da căng đét. Ghế chỉnh điện nhá. Và cái da nó căng đét như thế này. Odo này. 5 vạn 2 các bác ạ. Một chiếc xe bán tải mà 5 vạn 2 đời 2018 là như thế là quá ít, đi 25 mới có 5 vạn. Quá là ít luôn. Keo chỉ này. Zin toàn tập theo xe và chưa mất một phân keo chỉ nào. Em này thì em cứ bao cho các bác check hãng toàn quốc luôn. Check hãng toàn quốc đối với chiếc xe này nhá. Đây, các cái đánh dấu trên các cái nút chỉnh điện của nhà sản xuất này. Và vẫn còn nguyên, chưa bị bật màu. Và tất cả đều hoạt động rất là trơn tru, gương kính chỉnh điện, cục điện đầy đủ. Đèn auto. Đèn auto. Đấy. Các cái ốc bản lề cửa zin toàn tập theo xe. Zin đét theo xe. Đây, ốc bản lề cửa bên này đây. Zin đét theo xe luôn các bác nhé. Đây, các cái tem nhãn của nhà sản xuất này. Còn chưa bị mất một cái góc nào luôn. Đấy. Toàn bộ cái khoang lái nơi mà các bác ngồi trực tiếp điều khiển chiếc xe này đây. Nhìn nó khá là rộng rãi. Những chiếc bán tải thì xứng đáng gọi là bước lên xe chứ không phải là ngồi vào xe. Đây gọi là bước lên xe các bác ạ. Rất là cao. Đây. Đèn đã được trang bị đèn auto này. Tắt bật này. Đấy, đấy. Bên trong đây, đây là cái cụm đồng hồ trung tâm. Cái vô lăng. Tổng thể cái vô lăng này, các bác nhìn nhé. Nó khác gì là vô lăng mới đâu. Góc 3 giờ đây. Và cái góc 9 giờ đây. Còn rất là đẹp. Và đặc biệt này, đã được trang bị một số các cái tổ hợp bàn phím ở trên chiếc xe này. Đây, tăng giảm âm lượng này. Cảnh báo đông đụng này. On off. Đấy. Vô lăng rất là mới. Xe thì vẫn khóa tay thôi, chưa phải có khóa để nổ start stop. Đấy, chống trơn trượt đầy đủ nhá các bác nhá, chống trơn trượt này, chống trơn này. Đấy. Xuống dốc, ngang dốc này. Hỗ trợ đỗ ngang dốc này, dừng đỗ ngang dốc. Đây, cái chỉnh hai cầu bốn cầu, một cầu hai cầu đây. Một cầu hai cầu bằng điện luôn. Chứ không phải là cơ. Xe đã được trang bị một cái màn hình trung tâm khoảng tầm 7 inch giúp chiếc xe này cũng đầy đủ để hiển thị các cái thông số của nhà sản xuất, ví dụ như là hiển thị khi mà chúng ta lùi xe hay là tiến xe thì nó sẽ hỗ trợ cho các bác cảnh báo, rồi là hiển thị các cái chương trình giải trí trên chiếc xe này. Đấy, nội thất bên trong chân lý còn rất là sáng và đẹp. Các cái hệ thống đèn đây vẫn hoạt động rất là trơn tru. Đây là cái chỗ để đồ, các bác có thể để kính vào đây, có thể để kính vào đây nhá. Đấy. Sang cái hàng ghế thứ hai xem nào. Các bác chờ một chút, em sẽ lật cái lắp cabo ra. Đấy, chút nữa sẽ quay cho các bác cái cánh cửa đóng nghe nó chắc lịch luôn. Hàng ghế thứ hai đây. Da ghế này căng đét luôn, xịn sò và nguyên zin nguyên bản theo xe. Và gần như là chưa có ai ngồi ở cái hàng ghế thứ hai này. Quá là mới. Ốc bản lề cửa thì zin đét rồi. Và các cái cột kèo keo chỉ là nguyên zin nguyên bản theo xe. Bây giờ sẽ ra lật cái lắp cabo lên, quay cho các bác cái hệ thống động cơ của chiếc Chevrolet Colorado bản 2 country 2 cầu này. Số tự động 1.8 máy dầu. Các bác chờ một chút, em sẽ chống cái lắp cabo lên nhé.
Rồi. Đây, ngay dưới lắp capo là cái hệ thống động cơ của chiếc xe Chevrolet Colorado này. Một chiếc bán tải cực kỳ chất, xứng đáng cạnh tranh với ông chùm Ford Ranger. Đấy, các cái ốc bản lề này còn nguyên zin. Ốc bản lề lắp capo còn nguyên zin. Và các cái ốc máy này, ốc máy vẫn còn nguyên vạch sơn của nhà sản xuất các bác nhá. Đấy, xe rất là chất lượng. Xe thì em cái bao cho các bác test hãng toàn quốc với chiếc xe này luôn. Tất cả các ốc ác là còn nguyên. Đấy. À, em này là động cơ là 2.5 chứ nhỉ? Ừ, 2.5. Em xin lỗi nhá. Đấy. Vừa rồi thì em đã quay qua toàn bộ động cơ rồi là ngoại thất nội thất của chiếc Chevrolet Colorado sản xuất năm 2018, số tự động, máy dầu, hai cầu, đang có mặt tại showroom của chúng em. Thì em xe này em xin công khai giá bán cho các bác là 585 triệu đồng cho một chiếc xe bán tải siêu lướt như thế này. Thì mọi thông tin chi tiết các bác hãy nhấc máy lên liên hệ ngay với em Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ cho các bác thông qua Zalo. Còn bây giờ thì em cũng xin phép và tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Còn bây giờ thì đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Còn bây giờ em xin phép chào và hẹn gặp lại các bác.